Rồi bây giờ mình sửa cái đề kiểm tra của lớp 12 ngày 28 tháng 11. Ở đề 43 ha. Câu số 1 nè. Alan didn't get very well the roommate. Thì câu này là mình phải áp dụng cái công thức đó là get. Số 1 là câu D. Câu 2, if the doctor had arrived sooner, nếu bác sĩ đã đến sớm hơn thì the boy, thằng nhóc sẽ đã được cứu. Ở đây nè, bạn thấy đây là câu điều kiện, và ở cái mệnh đề if á, là the doctor là chủ ngữ cộng had cộng arrive là V3, như vậy là điều kiện loại 3. Như vậy phía sau á, nó sẽ là would have cộng V3. Mà có một lưu ý nữa đó là thằng nhóc này nó được cứu, tức là bị động nữa. Như vậy là kết hợp giữa would have cộng V3 mà có bị động là be cộng V3 nữa. Như vậy là chọn câu D, would have been saved. Câu 2D ha. Câu 3, they are university professors who in the history of Russian Empire. Họ là những giáo sư đại học, người mà chuyên môn về lịch sử của đế quốc Nga. Thì ngay sau đây, chỗ này mình phải chọn đó là một cái động từ, và đáp án ở đây là câu C, specialize. Câu A nó là tính từ, câu B nó là trạng từ, và câu D nó là danh từ. Câu số 4, I just took it that he would always be available, là anh ấy sẽ luôn luôn có mặt. Và phía trước mình có cái chữ take it rồi chấm chấm chấm, mình có bốn cụm từ. Thì ở đây là có câu A là take into consideration, có nghĩa là xem xét. Take it easy có nghĩa là xem nhẹ. Take into account có nghĩa là xem xét. Và take something for granted, câu D có nghĩa là xem thường. Là tôi xem thường rằng là anh ấy sẽ luôn luôn có mặt. Tôi xem thường. Vậy câu số 4 là chọn câu D, I just took it for granted that he will always be available. Câu số 5, the group leader wanted that everyone work together. Trưởng nhóm muốn là mọi người làm việc cùng nhau. She asked for everyone. Cô ấy yêu cầu mọi người. Bây giờ everyone nó phải s, như vậy đây nó là một cái gọi là sở hữu cách. Và mình điền cái chỗ chấm 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 này một danh từ. Cô yêu gái yêu cầu cái sự hợp tác của mọi người. Sự hợp tác ở đây là mình có câu D, cooperation, nghĩa là sự hợp tác. Câu A nghĩa là sự kết hợp. Câu B là sự tự do. Và câu D là competition, là sự cạnh tranh. Câu 6, doctors have to assume for human life, nghĩa là bác sĩ phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của con người. Mình có cụm từ là chịu trách nhiệm, là assume responsibility. Vậy câu 6 là chọn câu B. Câu số 7, he was offered a job thanks to his performance during his job interview. Anh ấy được giao cho cái công việc này thanks to. Thanks to có nghĩa là nhờ vào. His là tính từ sở hữu là của anh ấy. Thường thường sao chữ his này là một danh từ hoặc là một cụm danh từ. Thì có cái chữ performance là nó là một danh từ. Đó, vậy là trước đó thì một tính từ. Và ở đây là mình chọn là câu C. Nghĩa là anh ấy được nhận công việc là nhờ vào cái sự thể hiện ấn tượng, sự thể hiện xuất sắc trong job interview. Vậy là thanks to his impressive performance. Câu 7C. Câu số 8, you'll be ill, bạn sẽ bị bệnh. Câu A nghĩa là trừ khi bạn tiếp tục hút thuốc. Câu B nghĩa là nếu bạn tiếp tục hút thuốc. Câu C là bởi vì bạn không hút thuốc. Và câu D, nếu bạn ngưng hút thuốc. Thì về mặt ngữ pháp thì tất cả những câu này đều phù hợp. Nhưng mà về mặt ngữ nghĩa là chỉ chọn được câu B. If you continue to smoke, bạn sẽ bị bệnh nếu bạn tiếp tục hút thuốc. Vậy câu 8 là câu B. Câu 9,
When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking you. Khi được phỏng vấn thì bạn nên tập trung những gì mà người phỏng vấn hỏi. Thì tập trung concentrate on đồng nghĩa với nó đó là pay attention to. Và như vậy câu chính là chọn câu A. Câu số 10. His advice can keep you create a good impression. Mình có cụm từ là tạo ra ấn tượng tốt với ai là to give a good impression on. Give a good impression on. Như vậy là chọn câu C. Câu 10 là chọn câu C. Câu 11. Our hotel is converted 17th century manor house. It's very comfortable. Như vậy là khách sạn nó là một cái vật. Nó là một cái vật thì mình dùng which hoặc là that trong cái mệnh đề quan hệ này. Nhưng mà có hai dấu phẩy. Thành ra là không chọn that được mà chỉ có thể chọn câu A là which được thôi. Câu số 12. Whenever something goes wrong, everyone it on me. Có giới từ on. Là khi có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì sai sót thì mọi người đổ lỗi cho tôi. Đổ tội cho tôi. Mình có cụm từ là blame something on somebody là đổ tội cho ai. Vậy câu 12 là chọn câu B. Câu 13. Many people have objected to the use of animals in experiments. Nghĩa là nhiều người đã phản ứng với cái việc sử dụng động vật trong thí nghiệm. Experiments là thí nghiệm, nó là danh từ. Như vậy bổ nghĩa cho nó phải là một tính từ. Tính từ là chọn câu C. Scientific experiments. Rồi, câu số 14 mình có cái phần dấu nhấn. Câu số 14 A là interview. Câu B là impression. Câu C là company. Và câu D là family. Như vậy là chọn câu B. Tại vì là câu A, C và D là nhấn 1. Câu B là nhấn 2, impression. Còn là nhấn 1 ha. Interview, company, family. Câu số 15 là phần âm. Mình có câu A là candidate. Candidate. Câu B là relate. Relate là âm A ha. Câu C là agency. Agency. Và câu D là vacancy. Vacancy. Như vậy là chọn câu A. Đáp án là câu A, candidate. Nó là âm E bướm, âm nửa A nửa E. Còn câu B, C, D nó là âm A. Rồi phần viết câu. Phần viết câu thì mình có là 5 câu. Câu số 16 nè. They booked the hotel. They had stayed there on their honeymoon. Vậy là mình sẽ ghép câu này lại. Has just moved to France. Anh này vừa mới về tới Pháp. His grandfather died last year. Bố ông nội ông ngoại của anh ấy mất năm ngoái. Thì câu này mình sẽ ghép lại. Who's grand? Has just moved to France. It was his incompetence that led to their failure. Là bởi vì cái sự gọi là không có kỹ năng, không có
chính chuyên của anh ấy mà dẫn đến sự thất bại của họ. Vậy là if, người ta cho mình là if, mình phải viết như thế nào đây? If he, thì phải nhìn lại cái đề, it was, đã là cái sự không cố gắng, không nỗ lực, không có đủ năng lực của anh ấy, là cái chữ was sử dụng thì quá khứ đơn. Như vậy mình phải viết câu điều kiện với cái gọi là trái quá khứ, là câu điều kiện loại 3. Như vậy là mình sẽ ghi là câu điều kiện loại 3 với mệnh đề if, đó là if he had been competent, tính từ ha, nó trái nghĩa với chữ incompetent. If he had been competent, they would not have been fail. Rồi cái chữ này đọc chính xác, nó là fail. Rồi, câu 18 này nó còn thêm một hai cách khác để viết nữa. Thì bây giờ sẽ chỉ như vậy luôn. Rồi bạn lưu ý là cái đề nó cho mình chữ là incompetence, nó là danh từ. It hadn't been for his. Có nghĩa là nếu không vì cái sự không đủ năng lực chuyên môn của anh ấy, thì they would not. Bây giờ sorry các bạn, đó là có một chỗ thầy vừa mới để ý, đó là cái chữ thất bại là fail, nó mang nghĩa chủ động luôn, thành ra mình không cần dùng cái chữ been. Như vậy là cả hai câu này mình phải bỏ cái chữ been đi. If I have time, I will help you. Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ giúp bạn. Như vậy nó cho mình cái unless. Vậy là unless I have time, I won't help you. Hoặc là ngay dưới đây mình không dùng chữ won, mình dùng chữ can cũng được ha. Đối với câu này, các bạn, nếu như vậy các bạn thấy là viết ngược lại một xíu cũng được, đó là gì? Unless I don't have time, I will help you. Câu 20. If you stop smoking, your health will become better and better. Thì câu này nó hơi khó một xíu, đó là viết lại câu điều kiện loại 2 dùng đảo ngữ. Đó là were you to stop smoking. Còn lại chép lại thôi. Your health would become better and rồi. Như vậy phần sửa bài của thầy đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ha.